Phần dắt cơm 841 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư há miệng ra khi dắt cơm chưa được đưa đến. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn tiếp tử lại há miệng ra khi dắt cơm chưa được đưa đến giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư há miệng ra khi giác cơm chưa được đưa đến. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi há miệng ra khi giác cơm chưa được đưa đến, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này những kẻ rồ dạy, vì sao các ngươi lại há miệng ra khi giác cơm chưa được đưa đến vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không há miệng ra khi dắt cơm chưa được đưa đến là việc học tập nên được thực hành không nên há miệng ra khi dắt cơm chưa được đưa đến vị nào há miệng ra khi dắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukhata tác ác không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 842 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thiết tử lại đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn. Khi ấy đức thế tôn nhân lý do ý nhân sự kiện ý sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng Này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức. Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực là việc học tập nên được thực hành trong lúc thọ thực không nên đưa trọn bàn tay vào miệng vị nào đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukhata tác ác không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 843 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư nói khi miệng có giác cơm. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn tiếp tử lại nói khi miệng có giác cơm giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư nói khi miệng có giác cơm. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nói khi miệng có giác cơm, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại nói khi miệng có giác cơm vậy? này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm diệt trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện." nhằm ngăn ngừa các lậu hoạt trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoạt trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không nói khi miệng có dắt cơm là việc học tập nên được thực hành không nên nói khi miệng có giác cơm. Vị nào nói khi miệng có giác cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata, tác ác. Không cố ý khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 844 Duyên khởi ở thành Savatthi vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục dân chúng phàn nàn phi phán chê bai rằng tại sao các sa môn thiết tử lại thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn phi phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn phi phán chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục có đúng không vậy bạch thí tôn đúng vậy đức phật thí tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục là việc học tập nên được thực hành không nên thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục vị nào thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục do không có sự tôn trọng thì phạm tội đu kha ta tác ác không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh các vật thực cứng các thứ trái cây trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội 845 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực theo lối, cắn giác cơm từng chút một. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại thọ thực theo lối, cắn giác cơm từng chút một, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng. Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực theo lối, cắn giác cơm từng chút một? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ thực theo lối, cắn giác cơm từng chút một, có đúng không vậy? Bạch Thí Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thọ thực theo lối, cắn giác cơm từng chút một vậy? này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoạt trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoạt trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không thọ thực theo lối cắn dắt cơm từng chút một là việc học tập nên được thực hành không nên thọ thực theo lối cắn giác cơm từng chút một. Vị nào thọ thực theo lối cắn giác cơm từng chút một do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata tác ác. Không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh các vật thực cứng các thứ trái cây các món ăn đặc biệt trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội 846 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực theo lối làm phòng má do cơm bị độn vào. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thiết tử lại thọ thực theo lối làm phòng má do cơm bị độn vào giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn phi phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phi phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực theo lối làm phòng má do cơm bị độn vào sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ thực theo lối làm phòng má do cơm bị độn vào, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này những kẻ rồ dạy vì sao các ngươi lại thọ thực theo lối làm phòng má do cơm bị độn vào vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Ta sẽ không thọ thực theo lối làm phòng má là việc học tập nên được thực hành. Không nên thọ thực theo lối làm phòng má. Vị nào làm phòng má một bên hoặc hai bên rồi thọ thực thì phạm tội ta tác ác. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội 847 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực có sự dung rẫy bàn tay. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thiếp tử lại thọ thực có sự dung rẫy bàn tay giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn phi phán chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực có sự dung rẫy bàn tay? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi thọ thực có sự dung rẩy bàn tay có đúng không vậy bạch thí tôn đúng vậy đức phật thí tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại thọ thực có sự dung rẩy bàn tay vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không thọ thực có sự dung rẫy bàn tay là việc học tập nên được thực hành không nên thọ thực có sự dung rẫy bàn tay vị nào thọ thực có sự dung rẫy bàn tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata, tác ác. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị dung rẫy bàn tay khi rũ bỏ giật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 848 duyên khởi ở thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại thọ thực có sự làm rơi đổ cơm giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực có sự làm rơi đổ cơm? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi thọ thực có sự làm rơi đổ cơm có đúng không vậy bạch thí tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dạy, vì sao các ngươi lại thọ thực có sự làm rơi đổ cơm vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi đổ cơm là việc học tập nên được thực hành không nên thọ thực có sự làm rơi đổ cơm vị nào thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukhata tác ác. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, cơm bị rơi rớt trong lúc rũ bỏ giật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 849 Duyên khởi ở thành Savatthi vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực có sự le lưỡi. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại thọ thực có sự le lưỡi giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phi phán chi bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực có sự le lưỡi sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi thọ thực có sự le lưỡi có đúng không vậy bạch thí tôn đúng vậy đức phật thí tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại thọ thực có sự le lưỡi vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại. Hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi là việc học tập nên được thực hành không nên thọ thực có sự le lưỡi vị nào thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukhata tác ác không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội 850 Duyên khởi ở thành Savatthi vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực có làm tiếng chép chép dân chúng phàn nàn phi phán chê bai rằng tại sao các sa môn thiết tử lại thọ thực có làm tiếng chép chép giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chi bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chi bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực có làm tiếng chép chép. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi thọ thực có làm tiếng chép chép có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại thọ thực có làm tiếng chép chép vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép là việc học tập nên được thực hành. Không nên thọ thực có làm tiếng chép chép. Vị nào thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không cố ý khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội Phần dắt cơm là phần thứ năm.